Tổ công tác chuyên việc của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, tại đồng biên phòng Phước Tỉnh và đồng biên phòng Bến Đá. Sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu đồn biên phòng Phước Tỉnh và đồn biên phòng Bến Đá tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch hướng dẫn của các cấp về chống khai thác IUU, giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp tàu cá vi phạm IUU, kiên quyết không cho xuất bến đối với các tàu cá khi chưa đầy đủ các loại giấy tờ. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở đơn vị có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất đồng bộ quyết liệt thực hiện mục tiêu tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản Việt Nam trong giai đoạn nước rút hiện nay. Dịp này, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế, nắm tình hình về công tác quản lý tàu cá 30 trên địa bàn.